chốt phương án chống ngập cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây. Chiều ngày 3 tháng 8, ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thăng Long cho biết, đang hoàn thiện báo cáo chốt phương án khắc phục tình trạng ngập úng tại km 25 419 xã Sông Phan, Hàm Tân, Bình Thuận trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây rạng sáng 29 tháng 7. Ông Minh nhận định qua khảo sát dọc tuyến những ngày qua tại khu vực hạ lưu cầu Sông Phan có tình trạng nhiều cây mọc dưới sông, cản trở dòng chảy. Do vậy, khu vực này khi mưa lớn nước ngập úng không kịp tiêu thoát nên xảy ra ngập. Phương án trước mắt khả thi nhất để khơi thông dòng chảy là dùng phương tiện dọn dẹp cây mọc dưới lòng sông, thanh thải dòng chảy phía hạ lưu sông Phan. Ban đang hoàn thiện báo cáo và phương án giải quyết tổng thể gửi Bộ Giao thông Vận tải, ông Minh thông tin. Theo báo cáo nhanh của Ban Quản lý Dự án Thăng Long, từ ngày 27 đến 29 tháng 7 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận liên tục có mưa lớn kéo dài, đặc biệt là trong đêm 28 tháng 7 có mưa liên tục với lượng mưa rất lớn. Đến khoảng 4 giờ 30 phút sáng 29 tháng 7 đã xảy ra ngập tại km 25 419 phạm vi 100m, điểm sâu nhất chiều cao khoảng 70cm, ảnh hưởng đến các phương tiện không lưu thông được theo cả hai chiều. Nguyên nhân sơ bộ xảy ra tình trạng ngập nước do lượng mưa lớn, xảy ra liên tục, nước từ hạ lưu không thoát kịp, chảy ngược lại phía thượng lưu tràn ra phạm vi đường cao tốc gây ngập cục bộ.